Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, anh này yêu nắng hay là yêu em? Hai hai hai, lại là Tí đây. Câu hỏi trên có vẻ hơi khoai nhỉ. Nếu là Tí thì Tí sẽ chọn yêu nắng, bởi vì người yêu Tí thì chưa có, còn chó thì mới nuôi một con. Thế còn các bạn yêu nắng hay là yêu ai? Nếu chưa có ai yêu như Tí thì ngày hôm nay Tí sẽ mang nắng đến bên các bạn qua tour du lịch đến với hòn đảo ngọc Phú Quốc. Khoan, trước khi đến nơi xinh đẹp như thế thì cũng phải biết Phú Quốc nằm ở đâu đã chứ nhỉ? A. Khánh Hòa, B. Kiên Giang, C. Bình Định, D. Bình Thuận. Muốn đi thì đưa ra đáp án đúng, Tí dẫn bạn đi. Đáp án của Tí là B, Kiên Giang. Không tin ạ? Nào, mở bản đồ Việt Nam ra, Tí chỉ cho này. Phú Quốc là một hòn đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, phía Nam Việt Nam. Diện tích Phú Quốc vào khoảng gần 600 km² với 14 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau tạo nên huyện đảo Phú Quốc. Thành phố Phú Quốc nằm ở phía Tây Nam, trải dài từ vĩ độ 9 độ 53 phút đến 10 độ 28 phút vĩ Bắc và kinh độ 103 độ 49 phút đến 104 độ 05 phút kinh Đông. Trong đó, Phú Quốc được chia thành 8 xã là Dương Tơ, Cửa Cạn, Gành Dầu, Cửa Dương, xã Bãi Thơm, xã Hòn Thơm, xã Hàm Ninh, xã Thổ Châu và hai thị trấn là thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới. Thông tin như vậy đã đầy đủ chưa nào? Biết Phú Quốc ở đâu rồi, chúng ta sẽ dễ khám phá hơn đúng không? Nhưng Tí vẫn còn phần vần lắm ý, biết Phú Quốc là ở Kiên Giang rồi, vậy tại sao người ta lại gọi Phú Quốc là đảo ngọc nhỉ? Các bạn ơi, các bạn lý giải cho Tí biết với. A. Vì đảo có nhiều ngọc. B. Vì đảo giống viên ngọc. C. Vì đảo có nhiều người tên ngọc. D. Vì nơi đây là cái nôi sản sinh ra những viên ngọc trai đẹp nổi tiếng. Quá đơn giản, các bạn chọn đáp án nào? Đừng nói với Tí là đáp án C vì đảo có nhiều người tên ngọc nhé. Mà hãy nhìn ở đáp án tiếp theo kìa, đáp án chính xác là D vì nơi đây là cái nôi sản sinh ra những viên ngọc trai đẹp nổi tiếng. Phú Quốc được gọi là đảo ngọc vì trên đảo xưa nay nổi tiếng với loại sò sinh ra những viên ngọc trai tuyệt hảo. Đảo ngọc Phú Quốc, đây là cách ví von vô cùng ưu ái, là một mỹ danh khẳng định giá trị rất đáng trân quý của đảo ngọc, nằm lọt thỏm trong vịnh Thái Lan mênh mông. Một cách ví von thật tuyệt vời các bạn nhỉ? Vậy đố các bạn biết, ở đảo ngọc mùa nào là đẹp nhất? A. Mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm. B. Mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Đáp án Tí chọn cho các bạn đi du lịch là đáp án A, mùa khô. Tuy nhiên thật sự để mà nói về du lịch Phú Quốc thì mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên mùa đẹp nhất, phù hợp nhất mà các bạn nên đi Phú Quốc là mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, có thể kéo dài đến tháng 5. Và mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 do địa hình đặc thù của Phú Quốc trải dài 60 km từ phía Bắc đến phía Nam, chịu ảnh hưởng của gió và sóng chủ yếu từ phía Tây hoặc phía Đông. Vì thế nếu mặt phía Tây có sóng gió thì mặt biển Đông sẽ vẫn êm đềm và ngược lại. Nhờ được che chắn bởi địa hình trải dài từ phía Bắc đến phía Nam, nhờ những yếu tố trên, có thể nói du lịch Phú Quốc quanh năm vẫn đảm bảo các địa điểm tham quan và hoạt động bình thường mà không chịu bất kỳ tác động thay đổi thời tiết theo mùa hay theo thời gian nào trong năm. Vì vậy, nếu có thời gian và ví dày thật dày thì bất kể lúc nào bạn thích thì có thể xách ba lô lên và lên đường đến với đảo ngọc nhé! Năm 2019, một sự kiện đã khiến báo giới Việt Nam tốn không biết bao nhiêu giấy mực và dư luận quan tâm bàn tán. Đó chính là đám cưới của cặp đôi siêu giàu đến từ Ấn Độ, Rut Sang Sang và Kabir Rengwa. Họ đã quyết định tổ chức đám cưới đình đám với chi phí khổng lồ. Vậy tí đố các bạn biết số khách mời được dự đến đám cưới của cặp đôi này là bao nhiêu? A. 500 khách, B. 600 khách, C. 700 khách, D. 800 khách.
án chính xác là D, 800 khách các bạn nhé. Đây là đám cưới của chú rể Ru Sang Sa và cô dâu Kabi Rewa. Quy tụ đến 700 khách mời là những người nổi tiếng thuộc giới thượng lưu Ấn Độ và hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn quốc tế, tổng cộng là 800 khách. Wow, đây quả thực là một con số ấn tượng. Điều đáng nói là đại gia Ấn Độ này đã khảo sát hơn 30 nước trước khi chọn Phú Quốc để tổ chức lễ cưới. Và tại Việt Nam, các địa điểm được khảo sát còn có Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã chứng tỏ giá trị của đào ngọc bởi đòi hỏi khắt khe của giới siêu giàu. Những người luôn có nhiều sự lựa chọn cho sự kiện trong đời có một như đám cưới. Sự kiện này càng chứng tỏ và củng cố thêm luận điểm về sức hấp dẫn mạnh mẽ của Phú Quốc đối với du khách quốc tế. Không chỉ du khách nước ngoài mê đắm với vẻ đẹp của đào ngọc Phú Quốc, mà chính những người Việt sống trên đất nước Việt Nam dù đi khắp Nam Châu bốn bể vẫn quay về đất nước và chọn đào ngọc Phú Quốc làm nơi theo đuổi đam mê và khám phá bản thân. Tại Việt Nam có một chàng trai đã từ bỏ cuộc sống ở trời Âu để về Phú Quốc Việt Nam sinh sống. Tí đố các bạn biết chàng trai này là ai? A. Nguyễn Bá Nguyên, B. Lê Bá Nguyên, C. Trần Bá Nguyên, D. Đỗ Bá Nguyên. Nhìn list câu hỏi thì chắc chắn anh này tên là Nguyên rồi. Tí mạnh dạn đoán đáp án A, Nguyễn Bá Nguyên. Vì họ Nguyễn phổ biến ở Việt Nam mà. A hi hi. Giải thích như vậy chắc chưa làm các bạn hài lòng đâu nhỉ? Thì đây, tí giải thích tử tế đây, hi hi. Từ bỏ tấm bằng thạc sĩ an ninh toàn cầu ở Cộng hòa Séc, Bá Nguyên trở về Việt Nam và đến Phú Quốc, hòa mình vào lối sống hoang dã nơi đây. Chàng trai Nguyễn Bá Nguyên, chef vỏ bà, 30 tuổi, gây chú ý trong cộng đồng mê du lịch, trải nghiệm khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hoang dã tại Phú Quốc. Trở về Phú Quốc, Nguyên nhanh chóng phải lòng vùng biển này. Tuy nhiên, thay vì những khu vực đã làm du lịch, anh thường tìm tới các góc bãi biển hoang ở Rạch Vẹm, Rạch Tràm, những nơi vắng vẻ, xa xôi, ở Bãi Sao, Bãi Trường, Hòn Mây Rút, Hòn Gầm Ghì hay trên rừng Phú Quốc. Chỉ cần thèm mùi biển và hải sản, Nguyên sẽ xách đồ nghề, lao xuống biển, săn cá bè lão, cá hồng hạc, tìm ít nhum, hàu tươi sống, rồi lên bờ tự tay chế biến sashimi, làm đồ nướng và thưởng thức ngay tại chỗ. Anh Nguyên lập một kênh YouTube có tên Severed Dragon để truyền cảm hứng không chỉ đến các bạn trẻ có đam mê lối sống hoang dã mà còn để cổ vũ cho mọi người tìm hiểu về biển, đặc biệt là biển Phú Quốc. Thông qua những video xanh mướt về một cuộc ngỡ như mơ ở đảo Ngọc, Bá Nguyên mong rằng mọi người có thể hạn chế rác thải nhựa và quan tâm đến việc bảo tồn biển để đảo Phú Quốc có thể giữ nguyên được nét hoang sơ như thủa hồng hoang của nó. Nếu có thời gian, các bạn có thể qua kênh YouTube Severed Dragon của anh Nguyên để cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại Phú Quốc các bạn nhé! Phú Quốc thật đẹp khi là nơi được nhiều người từ bình dân đến đại gia, từ nghệ sĩ đến những người nước ngoài lựa chọn làm nơi tổ chức lễ cưới, là nơi các bạn trẻ nghĩ tới đầu tiên khi chọn địa điểm du lịch nghỉ dưỡng, là nơi nhiều người đi xa quê hương lựa chọn trở về gắn bó. Chính bởi vậy, Phú Quốc đã được một trang báo đánh giá là một trong những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á và thế giới. Đố các bạn biết là trang báo nào? A. BBC, B. CNN, C. The New York Times, D. NBC News. Câu này có vẻ hơi khoai nhỉ, nhưng không sao, lên Google đi, chắc chắn có câu trả lời. Như tí nè, tí trả lời ngay cũng được, a hi hi. Đáp án của tí là B, CNN. Năm 2019, Phú Quốc được tờ báo về du lịch của Mỹ là CNN đưa vào danh sách một trong những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á và thế giới. CNN thì uy tín rồi, đây là tờ báo hàng đầu và được tin tưởng bởi hàng triệu triệu người mà. Theo CNN, Phú Quốc sở hữu một số bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á cũng như châu Á, không kể đến cáp treo biển dài nhất thế giới. Không chỉ có nhiều bãi biển đẹp, trải dài từ phía Bắc đến phía Nam, Phú Quốc còn có 99 ngọn núi đồi và dãy rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú.
Phía nam của đảo có 12 hòn đảo to nhỏ khác nhau thuộc quần đảo An Thới. Hay ở phía bắc có hòn Móm Tay, hòn Đồi Mồi, hòn Bàng và hòn Thầy Bói là những nơi lý tưởng cho các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá đảo hoang và dã ngoại. Không chỉ thế, trong năm 2020, Phú Quốc đã thu hút đến 4 triệu lượt du khách trong năm 2020, 5 triệu lượt khách trong năm 2021, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2022, Phú Quốc đón trên 1,1 triệu lượt khách. Riêng 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua, đảo Ngọc đón trên 127.000 lượt khách, trong đó có trên 4.000 lượt khách quốc tế. Đây là một tín hiệu vui đầy khởi sắc cho ngành du lịch nước nhà. Đảo Ngọc đẹp, chủ phú, thu hút nhiều khách du lịch thì không thể bàn cãi rồi. Nhưng còn một câu chuyện ly kỳ trên đảo Phú Quốc mà tí muốn kể cho các bạn nghe nữa, đó chính là... À mà khoan, tí đố các bạn thêm một câu nữa nha. Câu này dành cho những bạn FA này. Đố các bạn biết loài vật nào trên đảo Phú Quốc được mệnh danh là sói lửa? A. Chó. B. Mèo. C. Ngựa. D. Cá. Không làm mất thời gian của các bạn nữa, đáp án A. Chó là đáp án cuối cùng của tí. Chó Phú Quốc được gọi là khuyển vương hoặc sói lửa bởi chúng vô cùng tinh khôn, dũng mãnh, có thể tự săn mồi, tha về cho chủ nên rất được các thợ săn tìm dùng. Không chỉ nổi tiếng là một trong những điểm du lịch đẹp nhất, Phú Quốc còn nổi tiếng với giống chó được mệnh danh là khuyển vương và đặt tên theo tên đảo. Chó Phú Quốc cực kỳ thông minh, rất trung thành và đặc biệt là săn mồi rất giỏi. Một khi đã bắt đầu cuộc săn thì sẽ tra đến cùng dấu vết con mồi và rất hiếm khi bỏ cuộc. Đó chính là lý do tại sao tí muốn giới thiệu với những bạn FA như tí loài động vật này. Người yêu không có, nhưng nhất định chó phải có một con. Và nếu có ý định nuôi chó thì hãy mua chó Phú Quốc nhé các bạn. Các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt đó. Đấy, các bạn đã thấy nắng trong tim bừng cháy chưa? Các bạn muốn đi chưa? Cuồng chân chưa nào? Nếu có thì xách ba lô lên và đi thôi. Các bạn thấy tour du lịch hôm nay của tí thế nào? Rất đáng đồng tiền bát gạo đúng không? Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay của tí thú vị thì hãy like, share cho mọi người cùng biết nhiều kiến thức về Phú Quốc với nhé. Còn nếu các bạn muốn khám phá nhiều tour du lịch hơn thì hãy nhấn đăng ký để theo dõi tí hỏi. Tí sẽ khiến các bạn đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!